Tử vi tuổi Tý tháng 6 năm 2022 nhâm dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 6 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể những con giáp khác ra sao. Nhưng đối với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Quý mệnh chủ tuổi Tý tháng 6 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 6 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng thì chắc chắn sẽ sung sướng giàu có cả đời. Và ngược lại thì sao ạ? Không phải ai khổ thì sẽ chịu cảnh lầm than cả kiếp suốt cả cuộc đời của mình. Con giáp này chính là con giáp, là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc vận song toàn và có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của người khác có ra sao. Nhưng với con giáp này chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu thốn bất kỳ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm dần. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch qua video ngay sau đây. Xin mời quý vị ạ. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Tý tháng 6 năm 2022 về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen. Dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi nhưng mặt tốt là có sự đổi mới mở rộng làm ăn kinh doanh. Nam nữ tuổi Tý phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài cát thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn, kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp được những khó khăn do hung tinh đem lại. Tiêu biểu là mâu thuẫn đối với đối tác, gặp thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi công sức, mọi thứ mới ổn định. Trong tháng này, cần phải thận trọng khi hùn hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp. Nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng, hao tổn cả về danh dự và tiền bạc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Thách thức và cơ hội luôn song hành cùng với nhau, cho nên người tuổi Tý vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính của bạn, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 6 năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Tý trên phương diện sức khỏe không được tốt.
sức khỏe giảm sút nhiều so với năm 2021, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều, vì áp lực cuộc sống mà ra như đau nhức đầu, giảm sút thị lực, cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi. Nếu có thể, đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng mệt mỏi thì rất tốt. Trong tháng này, nam nữ tuổi Tý có hạn về xe cộ. Chính vì thế khi xuất hành đi ra ngoài nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần hung tinh luôn thường trực. Các quý vị gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của gia chủ tuổi Tý trong tháng này không được như ý. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do có sự khác biệt về tư tưởng. Sự việc sẽ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc rối thị phi nào đó. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, có cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý, dù được may mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi từng tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2022. A. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Những người tuổi Bính Tý đang làm việc thì tháng này không phải thời điểm tốt, bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tốn tiền của, nên cần phải cẩn thận trong vấn đề tìm việc. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường, và nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trong tháng này, tử vi người tuổi Giáp Tý 1984 rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình và dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo góc nhìn tử vi của tuổi Tý năm 2022, tháng này vận khí của những người cầm tinh con chuột sinh năm 1972 tương đối ổn định. Tuy vẫn có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng có cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm nhiều hơn về tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho những người khác kẻo gặp rắc rối. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Phương diện sự nghiệp của gia chủ Canh Tý liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió trong tháng này. Những phương diện mà bạn phải cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình của mình. Đừng làm mọi chuyện theo ý mình, cũng đừng cố chấp bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tử vi tháng này cho thấy các gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều diễn tiến một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 6 năm 2022 âm lịch, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần.
tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hào Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi, thông báo mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên chương trình Phong Thủy Gia Cát.